Hai buổi tối nha, thì bên Nhật đang bắt lúc 2 chiếc xe ga của hãng DK3 nha, của hãng DK3. Đây là cái phiên bản chạy nhất của hãng DK3 2024. Thì bên Nhật đang thu hoạch chế độ đầu tổ đầu tiên của máy nha. Cần đạt được chúng ta đã những cái đèn chấp ngã này lên là 4 lần. DK3 thì điểm mạnh của trên dòng xe điện của xe ga là chất lượng của nó. Thứ hai là cái form dáng của xe rất đẹp. Chúng ta bây giờ chúng ta có thể xem cái đèn của chiếc xe nhé, rất là sáng luôn. Ngoài cái hệ thống đèn pha và còn cái giải led trang trí nữa. Đây là cái mẫu xe sang bên xe còn đấy nhé, đặc xịn. Và tiếp theo là chúng ta lên các bạn chúng ta lại phiên bản lô và lên trần nhé, hai là lắp nhập đang lắp lần được. Và cuối cùng thì chúng ta GPC và lô luôn rồi nhé, khách hàng thì đang đợi cho mình để đặt hoàn thiện nốt cho mọi người như cùng đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần sau của chiếc xe này. Một cái màu đỏ rực rỡ rất đẹp, và ban đêm rất đẹp. Ưu điểm của dòng Toyota Corolla thì trường xe, xe rất là trường xe. Cái form này là rất đẹp, form vui 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 rất đẹp. Quay trở lại mình xem. Đây xem phần này là màu trước nhé. Ok.